Thì cái vấn đề mà các mẹ hay thường gặp sai lầm trong quá trình nuôi con và sữa mẹ là cái chủ đề chính của hôm nay bác sĩ Thiên sẽ thảo luận với các ba và các mẹ ở đây. Trước hết là cho mình hỏi là ở đây có những mẹ nào có chạy sữa non rồi? Vậy chị có không? Đó trường hả? Nhưng mà hồi đó thì có không? Vậy cho em hỏi là theo chị thì cái chuyện mà chạy sữa non vậy nó có quyết định cái chuyện mà mẹ sẽ đủ sữa cho con không? Việc chạy sữa non thì không có quyết định được. Vì việc cái gì đủ sữa cho con thì là sau khi sinh thì mẹ cho con bú nhiều hơn, nhiều thì con sẽ nhiều sữa. Và mẹ không cho bú thì nó sẽ là mẹ này đã có kinh nghiệm rồi ha, cho nên là trả lời rất là đúng. Có nghĩa là cái sữa mà sau khi mà các mẹ cho em bé bú vào những cái ngày đầu tiên á, đó là sữa non. Cái màu sữa non nó màu vàng như thế này nè. Và các mẹ không có phải lo lắng là cái chuyện mà trong quá trình mình mang thai là có chảy sữa hay không. Cái việc mà mẹ có chảy sữa hay không có chảy sữa nó tùy, rất là tùy thuộc vào từng cá thể của từng mẹ. Và cái chuyện mà tạo sữa sắp cho con sau khi mà con sinh ra đó là tùy thuộc vô cái chuyện mình cho bé uống nhiều hay không. Vì sữa nó sẽ được tạo theo nhu cầu của em bé. Mà muốn cơ thể mẹ hiểu được cái nhu cầu bao nhiêu là mẹ phải cho bé bú. Nếu mẹ không cho bé bú mà mẹ lấy sữa của người khác cho ví dụ mẹ xin sữa chẳng hạn, mẹ cho bé bú bằng cái sữa sinh đó mà lại không cho bú mình vì nghĩ là mình còn ít sữa quá, thì cơ thể nó sẽ không hiểu là nhu cầu em bé là bao nhiêu. Cho nên tốt nhất là các mẹ cần cho bé bú ngay khi bé về được với mình. Cái sai lầm thứ hai là ở đây có bao nhiêu mẹ là dự kiến là sẽ sinh mổ? Có bên này có mẹ nào dự kiến sinh mổ không? Khi mà sinh mổ á, thì các mẹ rất là lo lắng là không biết là mình sinh mổ thì mình có sữa như là những mẹ sinh bình thường hay không. Và các mẹ cứ sợ là khi sinh mổ thì sữa sẽ về chậm, nhưng thực ra cái quá trình tạo sữa nó sẽ xuất hiện ngay sau khi cái bánh nhau nó bong ra. Và cho dù là mẹ sinh mổ hay mẹ sinh thường thì cái bánh nhau nó cũng sẽ phải bong ra. Cho nên mẹ cứ tự tin và yên tâm là cho dù sinh mổ hay sinh thường thì sau khi mà nhận em bé về với mình rồi, mình cứ tích cực cho bú. Sữa non đã có sẵn trong ngực mẹ từ 3 tháng cuối thai kỳ rồi. Chẳng qua là sao, chẳng qua là cái sữa non ban đầu nó rất kẹo, cho nên chắc chắn mẹ bắt không ra, rất là khó ra. Và cái sữa non ban đầu này nè, nó rất là ít. Tại vì những cái cử đầu tiên của em bé nó chỉ cần bú khoảng chừng 1 thìa đến 1 thìa rưỡi muỗng cà phê sữa non thôi. Mà mẹ cứ thử lấy một muỗng rưỡi đó trải lên ngực mình coi, coi mình có cảm giác nặng không, làm sao cảm giác nặng được. Cho nên là chắc chắn các mẹ không thể nào cảm giác cái ngực mình nó nặng vào khoảng 2 đến 3 ngày đầu. Từ ngày thứ 3 đổ đi, lúc đó sữa mới về nhiều. Nhưng mà với điều kiện là các mẹ phải cho bé bú trực tiếp và cho bé bú tích cực ngay từ những ngày đầu tiên khi bé mới về. Ăn móng giò có giúp lại sữa không? Ở đây có mẹ nào có mẹ nào từng ăn móng giò mà vẫn không có sữa không? Thì như hồi nãy là bác sĩ Tiên cũng có nói, sữa mẹ được tạo ra theo nhu cầu của em bé, có nghĩa là phải cho bú. Mẹ có ăn bao nhiêu thực phẩm lợi sữa đi chăng nữa mà không cho bú thì chắc chắn sữa cũng không có về, không có một giọt luôn đó. Cho dù là mẹ ăn món giò ngày này qua ngày kia, tháng này qua tháng kia cũng không thể nào có sữa được. Chính vì vậy là mình ăn uống sao cho nó đủ chất. Ví dụ mẹ ăn 3 bữa một ngày bình thường có thể ăn thêm một bữa phụ. Bữa phụ đó có thể ăn cái gì? Có thể ăn một cái bánh hoặc là một ly sinh tố. Miễn sao đừng để mình đói. Cũng không nhất thiết phải uống sữa nữa. Nhiều mẹ không uống được sữa mà cứ phải bắt ép mình uống sữa là không có nên. Tại vì khi mà cái tâm lý của mình ở trong cái trạng thái thoải mái thì sữa nó sẽ được tạo ra dễ nhất. Chính vì vậy mình hãy ăn những món mình thích, đừng cố gắng ăn những món mình không thích. Đây là cái cách làm sao để có nhiều sữa nè. Thứ nhất là cho bé bú theo nhu cầu. Thứ hai là ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ bất cứ khi nào có thể. Bé ngủ, mình ngủ theo. Bé thức thì mình thức là đương nhiên rồi. Nhưng mẹ phải tranh thủ hết sức những cái giờ giấc quý báu. Lúc mà em bé nó đang ngủ thì mình cũng phải nghỉ ngơi và hạn chế stress tối đa.
mở ngoặc nhỏ cái vụ stress này. Một số mẹ khi thấy bản thân mình bị stress thì sữa sẽ giảm. Tuy nhiên là nếu như mà mẹ nào mà để ý thì sau cái giai đoạn mà sữa nó hơi giảm như vậy, nếu mà còn tiếp tục cho em bé bú thì sữa nó vẫn sẽ đủ, cho nên cơ thể của mình nó sẽ tự thích nghi. Vì vậy mà khi mà mình bị stress thì cố gắng hít thở, xem tivi, xem hài, đi dạo ra ngoài. Có nhiều mẹ tối ngày cứ chúi củi ở bên con thôi, chứ không có nhờ ông hay bà hay bố phụ. Chỉ mình chỉ cần 15-20 phút thôi, mình đi dạo xuống dưới khu nhà của mình cũng được, để đỡ stress, đỡ căng thẳng. Và các mẹ cũng hay mắc một cái sai lầm là hay canh giờ cho bé bú. Theo các mẹ thì khoảng bao lâu cho bé bú một lần? Có mẹ nào nghĩ là phải cho bú từ 2 đến 3 tiếng một lần không? Các mẹ nên không có nên canh giờ cho bé bú ăn, tại vì nhu cầu mỗi bé vẫn khác. Giống như người lớn mình có người ăn chén cơm, có người ăn 2 chén mới ngon, thì em bé cũng vậy. Và ngoài ra cái chuyện mà em bé nó bú mẹ nó không có phải chỉ là cái nhu cầu ăn uống. Một số bé nó sẽ có cái nhu cầu là bú hút. Một số bé nó có cái nhu cầu là tự trấn an bản thân mình. Nó lo lắng, nó sợ hãi, cái gì nó cũng khóc lên. Và khi mà mẹ cho em bé nó bú thì tự nhiên cái nó được trấn an cái tinh thần của nó. Chính vì vậy mà khi em bé nó bú mẹ, nó sẽ ngoài cái việc nuôi dưỡng là còn cái việc là giúp cho em bé nó calm down lại, bình tĩnh hơn khi mà nó bị stress. Ở đây có mẹ nào biết tại sao em bé bú sữa không thức thì nó lâu thức dậy để đòi bú hơn không? Để khi mà uống sữa không thức, thứ nhất là lượng đạm trong sữa không thức thì khác lượng đạm trong sữa mẹ. Thì lượng đạm trong sữa không thức thì các bạn người được tiếp thì sữa bò thì là lượng đạm nó sẽ cao hơn sữa mẹ, tiêu hơn, thì là bé sẽ ngủ nhiều hơn. Thứ hai là cái chất gây mê trong cái sữa không thức á sẽ là nhiều hơn là cái chất gây mê trong sữa mẹ. Cái thứ ba là em bé bú mẹ thì sẽ bú theo nhu cầu, nó sẽ vận động các cái cơ hàm cơ lúc của em bé, thì nó sẽ bố khi nào nó mệt mỏi thì nó sẽ ngủ, hoặc là ngủ lâu của nó thì nó ngủ. Còn chúng nó uống sữa không thức thì không cần phải vận động nhiều nữa, cho nên nó sẽ mau đói. Cái nguyên nhân chính khi mà em bé nó uống sữa không thức nó lâu đói hơn là do mẹ nó đúng đó, tức là cái chất đạm ở trong cái sữa không thức nó khó bẻ gãy hơn. Nó giống như là thịt bò, so sánh ăn thịt bò với ăn thịt gà, cho thịt bò nó dai lắm, thịt gà nó mềm lắm. Cho nên là khi mà em bé nó uống sữa công thức á, thì cái chất đạm nó sẽ nằm ở trong cái đường ruột của em bé lâu hơn. Và chính vì vậy là các mẹ sẽ thấy là sau em bé uống sữa công thức đó thì nó ngủ lâu, mẹ có thời gian làm này làm kia. Nhưng mà thực ra các mẹ không hiểu đó là với cái uống sữa công thức đó thì nó sẽ khiến cho em bé nó khó tiêu hơn là uống sữa mẹ. Vì sữa mẹ rất là dễ hấp thu từ những cái chất như chất đạm, chất béo, vitamin, rồi chất sắt nữa. Tất cả những cái nó đều ở những cái dạng rất dễ hấp thu. Chính vì vậy khi mà em bé uống sữa mẹ nó được tiêu hóa rất là nhanh. Và như vậy thì mẹ sẽ thấy là có khi là một tiếng rưỡi sau em bé dậy đòi bú rồi. Và một số bé nó sẽ có những cái thói quen bú mà kiểu như là bú ngợp á. Ví dụ như là em bé nó mới bú 5-10 phút xong, cái nó ngủ 5-10 phút, 5-10 phút nó lại thức dậy, nó lại bú 5-10 phút, nó lại ngủ 5-10 phút, nó làm đọc tại nguyên cái chương trình đó trong khoảng 1 tiếng tới 1 tiếng rưỡi đồng hồ vậy đó. Nhưng mà sau đó nó lại ngủ một giấc dài 3 tiếng, 4 tiếng luôn. Thì cái chuyện đó vẫn là cái chuyện chấp nhận được. Quan trọng là mẹ phải biết một số các cái dấu hiệu bú đủ của em bé để mình an tâm là em bé của mình có bú đủ hay không. Tại vì nhiều mẹ thấy em bé nó bú như vậy nghĩ là ngực mình không đủ sữa cho nên nó mới bú lâu, nó mới bú dai như vậy. Thì quan trọng nhất là cân nặng và chiều cao vào cuối tháng. Nếu em bé tăng tốt theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới á, thì chắc chắn là em bé bú đủ. Nhưng mà thường nếu mà đợi đến cuối tháng á, thì các mẹ rất là sốt ruột. Cho nên là các mẹ có thể quan sát một số cái dấu chỉ điểm con mỗi ngày. Ví dụ như các mẹ quan sát tả ướt, tả dơ của bé. Tả dơ thì bé sẽ đi tị đều, còn tả ướt thì nước tiểu nó phải màu vàng nhạt, nó không có màu vàng sậm. Cách
dễ nhớ là ví dụ người lớn của mình á, mình uống nước nhiều thì nước tiểu nó phai nhạt, uống nước ít, uống nước không đủ là nước tiểu nó sẽ sọc màu. Thì em bé cũng vậy, nếu em bé uống nước tiểu uống đủ á thì nước tiểu nó sẽ nhạt màu. Và cái số tả của em bé từ 5 đến 6 điểm trở lên, tuy nhiên cái số tả nó chỉ là tham khảo thôi, tại vì một số bé đó mẹ thay tả ngay khi nó phải, còn một số bé đó thì được thay tả sau khi bị đổ sụn. Cho nên là cái số tả nó chỉ là cái số rất là tham khảo, mà quan trọng mẹ phải nhìn vô cái màu nước tiểu của em bé nha. Và cái số lần đi đệm của bé cứ đều đặn mỗi ngày như vậy. Ở trong cái tờ giấy mà có gửi cho các mẹ đó thì bác sĩ có ghi một số cái, có ghi kỹ hơn về cái dấu hiệu đủ. Thì khi mà các mẹ về nhà các mẹ có thể đọc kỹ hơn, để khi mà những cái ngày đầu tiên á mà nhận em bé về với mình á, thì thường á ngày đầu em bé đi một cái tả ướt, ngày thứ hai thì là hai tả ướt. Cái đó là một cái cách cho các mẹ dễ nhớ thôi. Quan trọng là vẫn là cái màu nước tiểu. Thì khi mà mình biết được con mình bú đủ, nó có những cái dấu hiệu đủ, thì mình sẽ an tâm hơn trong cái quá trình mà con nó khóc. Tại vì nhiều mẹ cứ hễ con khóc là cứ tưởng là con đói, cứ con khóc là con đói thôi, cho nên cái bắt đầu lo lắng sợ hãi, cứ bắt đầu đút cho bình sữa cung cấp luôn cho em bé, mà không có kiên trì cho em bé bú sữa mẹ. Nếu các mẹ quan sát đủ các cái dấu hiệu đủ của bé thì các mẹ cứ yên tâm cho bé bú mẹ tiếp. Còn nếu lúc đó mà có cái gì đó lo lắng không an tâm thì cứ liên hệ với lại bác sĩ Nhi ha, hoặc là có thể gọi điện trực tiếp cho chị. Cái này các mẹ cũng hay hỏi lắm nè, chị ơi chị, sao ngực em mềm èo à, không biết em bé có đủ sữa hay không. Thường thì cái câu hỏi này thường xảy ra là vào khoảng khoảng hết cái tháng đầu tiên, vào tháng thứ hai, tháng thứ ba. Thường thì các bé nó sẽ bú mẹ và ngực mẹ thường sẽ căng vào khoảng một vài tuần đầu, là do cái nhu cầu sữa của em bé đó, cơ thể nó chưa hiểu là bao nhiêu hết, cho nên thường nó sẽ sản xuất dư. Nhưng mà sau khi mình cho bé bú mẹ trực tiếp là nó sẽ, cơ thể của mẹ sẽ hiểu nhu cầu em bé là bao nhiêu, lúc đó nó sẽ giảm cái lượng sữa xuống, nhưng mà chỉ giảm bằng cái nhu cầu bé thôi, không bao giờ giảm hơn. Lúc đó hai ngực mẹ sẽ không có cảm giác căng nữa. Đây là một cái cơ chế sinh lý rất là bình thường, và đó là cái điều tốt của cơ thể dành cho người mẹ. Vì mẹ có rất là nhiều căng thẳng áp lực rồi, cho nên bây giờ ngày nào cũng ngực căng, ngực đau, ngày nào cũng sữa chảy dòng về hết cả hai bên vú, rồi lúc nào cũng phải dùng cái miếng khăn sữa đắp lên, đó rất là stress. Cho nên cơ thể mình sẽ làm sao đó để cho người mẹ cảm thấy dễ chịu nhất. Như vậy thì nó sẽ giúp cho người mẹ sản xuất đủ sữa cho bé thôi, ngực không có thấy căng nữa, sữa sẽ không có lúc nào cũng chảy dòng về nữa. Cho nên là vào khoảng tháng thứ hai, tháng thứ ba đổ đi, các mẹ sẽ thấy ngực của mình mềm hơn, bé bú đôi khi sữa nó không rỉ nhiều như trước nữa. Cho nên các mẹ yên tâm, đó là chuyện rất là bình thường nha. Ngực to, ngực nhỏ. Ngực to, ngực nhỏ có ảnh hưởng gì tới cái chuyện mà đủ sữa cho con không? Thực ra nó chỉ khác nhau ở mô mỡ thôi. Người mẹ ngực to thì mô mỡ thì nhiều hơn người mẹ ngực nhỏ. Chứ còn cái hệ thống, cái bộ máy sản xuất sữa nó giống nhau à. Cho nên quan trọng là các mẹ cứ cho bé bú trực tiếp hoàn toàn thì mẹ ngực nhỏ vẫn có đủ sữa cho con bú nha. Hai bên ngực không cân đối. Cái này thường xảy ra là do em bé thích bú một bên hơn bên kia. Hoặc là cái này thường là do cái tốc độ sữa. Có em bé thích sữa xuống nhanh, nó sẽ thích cái bên ngực sữa xuống nhanh hơn. Có em bé thích sữa xuống chậm, nó sẽ thích cái bên ngực xuống chậm hơn. Hoặc là cái đầu tiên của mẹ, có một cái đầu tiên nó hơi khó chịu đối với nó cũng sẽ ưa chuộng cái đầu tiên kia hơn. Chính vì vậy mà các mẹ cứ yên tâm là hai bên ngực to nhỏ nó không ảnh hưởng về cái mặt thẩm mỹ sau này khi mà các mẹ cai sữa. Khi cai sữa thì cái kích thước ngực nó sẽ trở về gần như bình thường. Tuy nhiên trong cái quá trình mà cho con bú thì hai bên to nhỏ như vậy á, các mẹ sợ là đi ra đường nó người ta thấy. Nhưng mà thật ra có ai nhìn chằm chằm cái ngực của mình thì sao sánh đâu. Còn nếu như mà nó lên lệch quá cỡ, các mẹ có thể độn ngực lên để đi ra ngoài đường. Chứ không nhất thiết là đừng có quá căng thẳng về cái mặt thẩm mỹ của nó. Và trên thế giới nhiều mẹ chỉ nuôi con một ngực thôi. Tại vì em bé nó bú nhưng mà nó chê hẳn ngực bên kia, rất tuyệt
đối nói không với cái ngực bên kia luôn, mình đang chỉ bú một bên ngực thôi và mẹ vẫn đủ sữa cho con bú. Bằng chứng là những mẹ sinh đôi vẫn cho em bé bú được cả hai bên, có nghĩa là mỗi bên ngực là một em bé chứ còn gì nữa. Cho nên nó là cứ yên tâm cho bé bú ha, dù là bé bú có ngực bên ngực. Một cái sai lầm nữa là các mẹ hay thử dùng cái máy hút sữa đó, hút coi trong ngực mình có nhiều sữa, xong cái hút ra được có tí xíu à, cái kết luận là chị ơi em không đủ sữa cho con. Hoặc là mẹ nói chị ơi giờ con em nó quấy quá, nó đang trong cái giai đoạn quấy mà mẹ không biết, nó bú lắc nhắc, như thế là mẹ cũng rồi cái máy hút sữa ra. Hoặc là có những mẹ là cho bé bú xong rồi cứ sợ thì sẽ thiếu sữa, cái lấy cái máy hút sữa này cứ mỗi cửa bú cái là hút thêm, mỗi cửa em bé bú xong hút thêm. Tất cả những cái này đều là không nên. Cái không nên ở đây là gì? Khi mẹ dùng máy hút sữa, mẹ sẽ tốn thời gian, tốn sức lực. Thay vì cái thời gian đó mình ngủ nghỉ, mình chơi với con, thì cái thời gian đó mẹ lại phải ì ạch đi hút sữa, phải đi vệ sinh dụng cụ hút sữa, bình sữa. Nó rất là tốn thời gian. Mà cái nhu cầu mà em bé bú nó sẽ giúp cái mực của mẹ tạo ra sữa đủ theo cái nhu cầu của em bé, chứ mẹ không cần phải dùng máy hút sữa. Hồi xưa đâu có máy hút sữa đâu mà các mẹ vẫn cho con bú hoàn toàn được mà. Cho nên đó là mình không có cần phải hút sữa sau khi cho con bú nha, không cần. Ngoài ra cái chuyện hút sữa sau khi cho con bú có còn một cái tác hại nữa, đó là khi mà mẹ cứ hút nhiều hoài, cái sữa nó càng ngày càng nhiều lên. Và khi sữa nhiều quá, em bé sẽ không bao giờ bú được cái sữa sau, tại vì nó bú sữa đầu là nó no rồi, và trong khi cái sữa sau nó mới giúp em bé tăng cân tốt. Sữa đầu và sữa sau đều quan trọng, tuy nhiên nó phải bú cân đối cả hai. Khi mà hút sữa hoài như vậy, cái sữa sau em bé bú chưa tới và thế là nó tăng cân không tốt. Ngoài ra sữa nhiều quá tăng nguy cơ tắc tia. Đã có mẹ đến với bác sĩ thì lúc đó con 4 tháng rồi, một ngày đã hút dư 1 lít sữa. Mẹ nói chị ơi một tháng em tắc 2-3 lần em mệt quá rồi, giờ chị cho em hút gì đi, em cai sữa luôn đi, em không muốn con mà sữa mẹ nữa. Mẹ stress đến độ như vậy luôn. Chị mới nói thôi bây giờ chị hướng dẫn em giảm sữa, nghe lời chị lần này thôi, nếu lần này em khó tắc tia em có thể duy trì sữa được tiếp cho con, còn nếu mẹ em vẫn bị nữa thì chị sẽ hướng dẫn em thỏa mãn nhu cầu của em là cai sữa cho bé. Thì sau khi mẹ giảm sữa được cho con là không còn dư nhiều nữa, mẹ nuôi con được tới hơn 1 tuổi là bằng sữa mẹ, và mẹ giảm tắc tia hoàn toàn luôn. Cho nên là các mẹ đừng ham nhiều sữa nha, chỉ cần đủ sữa cho con bú là được rồi. Trừ khi các mẹ có bé lớn cần thêm sữa cho bé thì mẹ có thể thêm, chứ bác sĩ thường không khuyến khích các mẹ là trữ 1 tủ sữa để úp lên Facebook ha, em có 1 tủ sữa như thế này nè. Cái đó thì là chỉ dành khi mà các mẹ có mua thêm một em bé nào nữa ha. Đây cũng là một dạng lạm dụng máy hút sữa nè. Hút sữa ra coi trong ngực mình có nhiều sữa. Cái chuyện mà các mẹ đưa cái máy vô trong cơ ngực mình á để hút đó, mấy cái máy hút sữa là một kỹ năng, hút sữa là một kỹ năng các mẹ phải học. Các mẹ không thể nào ấn cái máy vô là hút ra sữa được, vì nó hoàn toàn nó khác với lại cái sinh lý bình thường của em bé bú mẹ. Em bé bú mẹ cái miệng của nó, cái lưỡi của nó sẽ kích thích lên đầu ti của mình, xong nó kích thích lên bộ não mình nó mới tiết hormone, nó mới tiết sữa. Còn cái máy nó không thoải mái như vậy ha. Cho nên là các mẹ thường sẽ phải mất từ khoảng 2 tuần để quen với lại cái máy. Cho nên lâu lâu các mẹ mà ấn cái máy vô hút thì không thể nào hút hiệu quả được hết. Khi hút sữa là phải kích thích được cái phản xạ xuống sữa tốt nữa thì các mẹ mới hút được tối đa cái lượng sữa trong ngực. Cho nên chính vì vậy mà các mẹ đừng bao giờ lấy cái máy ra hút ra bao nhiêu sữa xong rồi bắt đầu ngồi đó lo lắng suy nghĩ. Dấu hiệu bú đủ của em bé là có rồi, mình cứ theo dõi các cái dấu hiệu bú đủ của em bé đó rồi mình cứ yên tâm cho em bé bú, không cần phải lấy cái máy hút sữa ra hút thử nha. Ngoài các mẹ còn truyền tay nhau là sữa em loãng lắm chị, em nhấc ra cái đầu tiên em thấy nó loãng lè, nó không có đặc như là cái sữa ông thọ. Thì sữa của mình á, nó có sữa đầu với sữa sau là một cuộc uống của em bé. Cái lượng sữa đầu với sữa sau á, nó chỉ là tương đối thôi, chứ mình không có quy định á. Có mẹ nói là 10 phút đầu là sữa đầu, 10 phút sau là sữa cuối,
không đúng vậy luôn. Có mẹ thì nói là 50ml đầu là sữa đầu, còn phút sau là sữa cuối, cũng không chắc như vậy luôn. Nó chỉ là một cái phân chia như vậy để cho các mẹ hiểu là cái phút đầu nó cung cấp đa số là cung cấp nước cho bé, lại có phút sau là cung cấp chất béo, chất dinh dưỡng cho bé. Chính vì vậy mà các mẹ mà lâu lâu em bé chưa bú gì hết, ngồi nặng ra mà thấy sữa trong trong đó, đó là sữa đầu chứ không phải sữa mình bị loãng. Còn khi mà em bé nó bú mềm xeo cái người của mình rồi, lúc đó mình bắt thử sữa ra thì lúc đó mình sẽ thấy cái sữa mình nó đặc hơn. Sữa nóng, sữa mát. Sữa nóng, sữa mát thường là các mẹ hay ý nói là em bé của em nó bú sữa mẹ nhưng mà nó tăng ký không tốt thì sữa em nóng, sữa em không có mát. Thật ra là cái này á, mai mốt các bạn sẽ có một cái chủ đề nói về cái sự phát triển của em bé, về cân nặng, về chiều cao. Chứ còn cái buổi này thì mình không có đủ thời gian để nói. Thì nói chung là sữa mẹ hay là sữa mẹ, khi mà các mẹ cho bú sữa mẹ đó thì mỗi tháng mình sẽ cân đo bé, xong mình vẽ vô trong các bảng biểu đồ ở trong cái cuốn sổ sức khỏe của bé đó, rồi mình theo dõi các cái đường cong phát triển của bé. Nếu như mà em bé nó phát triển trong cái cân phát triển của nó là coi như là nó phát triển tốt, chứ không phải là em bé nó bú sữa mình cái nó không tăng ký. Các mẹ hay thường em bé của mình thấy mập mạp, phải le má phụt đậu, phải phính tay chân, phải bút ra thì mới thích. Nhưng mà thật ra là chỉ cần em bé phát triển trong cái kênh của nó, từng đứa nó sẽ có một cái kênh phát triển riêng nha. Một số mẹ thì có quan điểm là tập thiên bình cho em bé từ lúc mới sinh luôn. Người ta nghiên cứu, người ta thấy là các bé thiên bình từ nhỏ đó, từ lúc mới sinh á, cũng không chắc gì tới 2-3 tháng nó còn chịu thiên bình. Cho nên là cái chuyện mà mình tập thiên bình từ sớm không đảm bảo được cái chuyện là nó sẽ tiếp tục đi song song. Rất là nhiều mẹ đã đến nói là chị ơi, hồi nhỏ em chọc tập cho bé thiên bình rồi, bây giờ tự nhiên nó bỏ thiên mẹ luôn, nó chọn thiên bình luôn. Hoặc là ngược lại, nó bỏ thiên bình, nó chọn thiên mẹ. Cho nên nó là, mà trong khi thiên bình sớm đó, nó, bé nó sẽ dễ sai khóc hẳn nè. Rồi thiên bình sớm là mẹ phải làm gì, mình hút sữa chứ còn gì nữa. Hút sữa rồi xót ra bình rồi. Mà trong một tháng đầu em bé tự bú rất linh tinh, nó có thể bú bất kỳ lúc nào, nó có thể quấy bất kỳ lúc nào. Cho nên những lúc bé quấy như vậy á, mà mẹ còn đi ị ảnh hút sữa nữa thì nó rất là mệt. Cho nên tốt nhất là mẹ cứ cho bé bú trực tiếp. Khi nào chuẩn bị đi làm thì trước đó khoảng 1-2 tháng mình hẹn gặp với mình. Sai lầm trong quá trình nuôi con bằng sữa mẹ là cái chủ đề chính hôm nay bác sĩ Thi sẽ muốn thảo luận với các ba và các mẹ ở đây. Trước hết là cho mình hỏi là ở đây có những mẹ nào có chạy sữa non rồi? Vậy chị có không? Đã rồi hả? Nhưng mà hồi đó thì có không? Vậy cho em hỏi là theo chị thì cái chuyện mà chảy sữa non vậy nó có quyết định cái chuyện mà mẹ sẽ đủ sữa cho con không? Việc chảy sữa non thì không có quyết định được, vì liệu cái gì đủ sữa cho con thì là sau khi sinh thì mẹ cho con bú nhiều hơn, nhiều thì con sẽ nhiều sữa, còn mẹ không cho bú thì cũng mất sữa. Mẹ này đã có kinh nghiệm rồi ha, cho nên đó là trả lời rất là đúng. Có nghĩa là cái sữa mà sau khi mà các mẹ cho em bé bú vào những cái ngày đầu tiên á, đó là sữa non. Cái màu sữa non nó màu vàng như thế này nè. Và các mẹ không có phải lo lắng là cái chuyện mà trong quá trình mình mang thai là có chảy sữa hay không. Cái việc mà mẹ có chảy sữa hay không có chảy sữa nó tùy, rất là tùy thuộc vào từng cá thể của từng mẹ. Và cái chuyện mà tạo sữa sau khi cho con sau khi mà con sinh ra đó là tùy thuộc vô cái chuyện mình cho bé uống nhiều hay không. Vì sữa nó sẽ được tạo theo nhu cầu của em bé. Mà muốn cơ thể mẹ hiểu được cái nhu cầu bao nhiêu là mẹ phải cho bé bú. Nếu mẹ không cho bé bú mà mẹ lấy sữa của người khác cho ví dụ mẹ xin sữa chẳng hạn, mẹ cho bé bú bằng cái sữa sinh đó mà lại không cho bú mình vì nghĩ là mình còn ít sữa quá, thì cơ thể nó sẽ không hiểu là nhu cầu em bé là bao nhiêu. Cho nên tốt nhất là các mẹ cần cho bé bú ngay khi bé về được với mình.
cái sai lầm thứ hai là ở đây có bao nhiêu mẹ là dự kiến là sẽ sinh mổ? Có bên này có mẹ nào dự kiến sinh mổ không? Khi mà sinh mổ á, thì các mẹ rất là lo lắng là không biết là mình sinh mổ thì mình có sữa như là những mẹ sinh bình thường hay không. Và các mẹ cứ sợ là khi sinh mổ thì sữa sẽ về chậm, nhưng thực ra cái quá trình tạo sữa nó sẽ xuất hiện ngay sau khi cái bánh nhau nó bong ra. Và cho dù là mẹ sinh mổ hay mẹ sinh thường thì cái bánh nhau nó cũng sẽ phải bong ra. Cho nên mẹ cứ tự tin và yên tâm là cho dù sinh mổ hay sinh thường thì sau khi mà nhận em bé về với mình rồi, mình cứ tích cực cho bú. Sữa non đã có sẵn trong ngực mẹ từ 3 tháng cuối thai kỳ rồi. Chẳng qua là sao? Chẳng qua là cái sữa non ban đầu nó rất kẹo, cho nên chắc chắn mẹ bắt không ra, rất là khó ra. Và cái sữa non ban đầu này nè, nó rất là ít. Tại vì cái cử, những cái cử đầu tiên của em bé nó chỉ cần bú khoảng từ 1 thìa đến 1 thìa rưỡi muỗng cà phê sữa non thôi. Mà mẹ cứ thử lấy một muỗng rưỡi đó trải lên ngực mình coi, coi mình có cảm giác nặng không? Làm sao cảm giác nặng được? Cho nên là chắc chắn các mẹ không thể nào cảm giác cái ngực mình nó nặng vào khoảng 2 đến 3 ngày đầu. Từ ngày thứ 3 đổ đi, lúc đó sữa mới về nhiều. Nhưng mà với điều kiện là các mẹ phải cho bé bú trực tiếp và cho bé bú tích cực ngay từ những ngày đầu tiên khi bé mới về. Ăn móng giò có giúp lại sữa không? Ở đây có mẹ nào có mẹ nào từng ăn móng giò mà vẫn không có sữa không? Thì như hồi nãy là bác sĩ Tiên cũng có nói, sữa mẹ được tạo ra theo nhu cầu của em bé, có nghĩa là phải cho bú. Mẹ có ăn bao nhiêu thực phẩm lợi sữa đi chăng nữa mà không cho bú thì chắc chắn sữa cũng không có về, không có một giọt luôn đó. Cho dù là mẹ ăn món giò ngày này qua ngày kia, tháng này qua tháng kia cũng không thể nào có sữa được. Chính vì vậy là mình ăn uống sao, mình ăn uống sao cho nó đủ chất. Ví dụ mẹ ăn 3 bữa một ngày bình thường có thể ăn thêm một bữa phụ. Bữa phụ đó có thể ăn cái gì? Có thể ăn một cái bánh hoặc là một ly sinh tố. Nghĩ sao đừng để mình đói. Cũng không nhất thiết phải uống sữa nữa. Nhiều mẹ không uống được sữa mà cứ phải bắt ép mình uống sữa là không có nên. Tại vì khi mà cái tâm lý của mình ở trong cái trạng thái thoải mái thì sữa nó sẽ được tạo ra dễ nhất. Chính vì vậy mình hãy ăn những món mình thích, đừng cố gắng ăn những món mình không thích. Đây là cái cách làm sao để có nhiều sữa nè. Thứ nhất là cho bé bú theo nhu cầu. Thứ hai là ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ bất cứ khi nào có thể. Bé ngủ, mình ngủ theo. Bé thức thì mình thức là đương nhiên rồi. Nhưng mẹ phải tranh thủ hết sức những cái giờ giấc quý báu. Lúc mẹ em bé nó đang ngủ thì mình cũng phải nghỉ ngơi và hạn chế stress tối đa. Mở hoặc nhỏ cái vụ stress này. Một số mẹ khi thấy bản thân mình bị stress thì sữa sẽ giảm. Tuy nhiên là nếu như mà mẹ nào mà đã ý thì sau cái giai đoạn mà sữa nó hơi giảm như vậy, nếu mình vẫn tích cực cho em bé bú thì sữa nó vẫn sẽ đủ. Cho nên cơ thể của mình nó sẽ tự thích nghi. Vì vậy mà khi mà mình bị stress thì cố gắng hít thở, xem tivi, xem hài, đi dạo ra ngoài. Có nhiều mẹ tối ngày cứ chúi mũi ở bên con thôi, thế không có nhờ ông hay bà hay bố phụ. Chỉ mình chỉ cần 15-20 phút thôi, mình đi dạo xuống dưới khu nhà của mình cũng được, để đỡ stress, đỡ căng thẳng. Và các mẹ cũng hay mắc một cái sai lầm là hay canh giờ cho bé bú. Theo các mẹ thì khoảng bao lâu cho bé bú một lần? Có mẹ nào nghĩ là phải cho bú từ 2 đến 3 tiếng một lần không? Các mẹ nên không có nên canh giờ cho bé bú ăn, tại vì nhu cầu mỗi bé vẫn khác. Giống như người lớn mình có người ăn chén cơm, có người ăn 2 chén mới ngon, thì em bé cũng vậy. Và ngoài ra cái chuyện mà em bé nó bú mẹ nó không có phải chỉ là cái nhu cầu ăn uống. Một số bé nó sẽ có cái nhu cầu là bú hút. Một số bé nó có cái nhu cầu là tự trấn an bản thân mình. Nó lo lắng, nó sợ hãi cái gì nó cũng khóc lên. Và khi mà mẹ cho em bé nó bú thì tự nhiên cái nó được trấn an cái tinh thần của nó. Chính vì vậy mà khi em bé nó bú mẹ, nó sẽ ngoài cái việc nuôi dưỡng là còn cái việc là giúp cho em bé nó calm down lại, bình tĩnh hơn khi mà nó bị stress.
ở đây có mẹ nào biết tại sao em bé uống sữa công thức thì nó lâu thức dậy để đầu bú hơn không? Để khi mà uống sữa công thức, thứ nhất là lượng đạm trong sữa công thức thì khác lượng đạm trong sữa mẹ. Thì lượng đạm trong sữa công thức thì các bạn người được tiếp thị sữa bò thì là cái lượng đạm nó cao hơn sữa mẹ, nhiều hơn, thì là bé sẽ ngủ nhiều hơn. Thứ hai là cái chất gây mê trong cái sữa công thức á sẽ là nhiều hơn là cái sữa gây mê, cái chất gây mê trong sữa mẹ. Cái thứ ba là em bé bú mẹ thì sẽ bú theo nhu cầu, nó sẽ vận động các cái cơ hàm cơ lúc của em bé thì nó sẽ bú khi nào nó mệt mỏi thì nó sẽ ngủ hoặc là ngủ no của nó thì nó ngủ, còn chúng nó uống sữa công thức thì không cần phải vận động nhiều nữa, cho nên nó sẽ mau đói. Cái nguyên nhân chính khi mà em bé nó bú sữa công thức nó lâu đói hơn là do mẹ nó đúng đó, tức là cái chất đạm ở trong cái sữa công thức ấy, nó khó bẻ gãy hơn. Nó giống như là thịt bò, so sánh ăn thịt bò với ăn thịt gà, do thịt bò nó dai lắm, thịt gà nó mềm lắm. Cho nên là khi mà em bé nó bú sữa công thức đó, thì cái chất đạm nó sẽ nằm ở trong cái đường ruột của em bé lâu hơn. Và chính vì vậy là các mẹ sẽ thấy là sao em bé bú sữa công thức đó, thì nó ngủ.